Quý vị thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở Đại An, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thì Phi cũng nhận được cái thông tin một hoàn cảnh của cháu trai này mới mười mấy tuổi mà bị gãy chân. Bây giờ là gãy xương đùi mà không có tiền để mổ, quý vị. Hiện tại là cháu đang nằm ở nhà. Nếu mà không chạy chữa kịp thời có thể cái chân của cháu nó sẽ bị ảnh hưởng, có thể là cắt luôn, quý vị. Thì Phi cũng nhận được cái thông tin đến đây tìm hiểu để hỗ trợ kịp thời cho cháu đi bệnh viện. Phi cũng biết được hoàn cảnh của cháu cũng hết sức là khó khăn khi mà cháu sinh ra là cha của cháu không có nhận, thành thử ra là mẹ của cháu sau này đi thêm một bước nữa có một người chồng sau là cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh ra ba đứa con nhỏ nữa, thì người mẹ là hàng ngày đi bán vé số để kiếm tiền mưu sinh. Hiện tại là cháu ở với ông bà ngoại, thì hoàn cảnh hiện tại cũng rất là khó khăn khi mà ông ngoại cũng bị tai biến, rồi bà ngoại cũng bệnh tật tùm lum hết đó, thì nó rơi vào cái hoàn cảnh cũng khá là ngặt nghèo luôn. Thì bây giờ quý vị cùng Phi đi vào bên trong để tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu trai này, để mình hỗ trợ kịp thời số tiền cho cháu đi chữa cái chân nha. Dạ. Rồi, chào cả nhà nha, cũng chào cô chú ha. Dạ, chào chị ha. Dạ. Đây thì con cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ về cháu trai ha. Dạ. Thì mình giới thiệu sơ về cái hoàn cảnh mình chút được không chị? Dạ. Dạ. Chị là mẹ của cháu hả? Dạ, mẹ của cháu. Rồi chị là bán vé số ở đâu? Dạ, bán vé số tặng ở trên Nam Giang ạ. Bán ở Nam Giang hả? Dạ, Nam Giang. Nam Giang mà đây lên Nam Giang cũng xa hả? Dạ, học có tiếng rưỡi ạ. Tiếng rưỡi hả? Chạy xe máy lên tiếng rưỡi? Dạ. Dạ. Rồi chị là mẹ của Đỗ Thành Kỳ. Tên gì? Đỗ Thành Kỳ. Đỗ Thành Kỳ hả? Dạ. Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu năm nay 14. 14 tuổi hả? Dạ. Quý vị thân mến, thì hiện tại là cháu Kỳ bị gãy xương đùi chỗ này hả? Dạ. Như xương bị chót vậy hả? Dạ. Đau không con? Đau hả? Đau không vậy không? Cái xương đùi chỗ này nó xương rất là to luôn nè. Nhưng mà hiện tại là chưa có mổ. Dạ. Là cháu không có bảo hiểm hả? Dạ, cháu chưa có bảo hiểm. Rồi mình xin về nhà đây lâu chưa? Dạ, hôm qua. Xin về hôm qua? Dạ. Rồi bác sĩ nói sao? Dạ, bác sĩ nói... Có nói mổ không? Dạ, có nói mổ, hẹn 2 ngày sau ra mổ. Ừ. Hẹn mấy ngày sau ra mổ? Dạ. Nhưng mà bây giờ cái điều kiện của mình sao? Điều kiện mình giờ chơi không có tiền nên không cháu có khả năng đi. Dạ, chưa có khả năng. Trời ơi. Mà đi kiểu sao mà bị gãy xương ghê vậy con? Bị người ta tông hay sao? Nói con. Chị nói đi. Dạ, cháu đi về cho họ quay cái đuôi xe. Họ quay đuôi xe, quay không đuôi biết xe. Dạ, không biết họ đụng hay là cháu đụng họ gì, cũng chưa rõ được cái điều đó. Nhưng vì công an đang làm việc. Ý là không chưa biết là cái vụ nó như thế nào. Dạ. Nhưng mà cái xe gì đụng vô? Xe tải nhỏ. Xe tải nhỏ hả? Dạ. Là cháu đi là đụng vô cái đuôi xe. Dạ. Rồi té xuống gãy chân luôn. Dạ. Trời ơi. Cháu mới 14 tuổi thôi. Dạ, cháu mới 14 tuổi. Còn đi học không? Dạ, cháu mới nghỉ. Mới nghỉ hả? Dạ. Sao nghỉ sớm vậy? Vì em thấy hoàn cảnh mẹ đây rồi, ông ngụa mới vừa đau xuống nữa, không có tiền học. Dạ. Cháu bỏ học luôn. Dạ, là thấy hoàn cảnh khó quá. Dạ. Là cũng bỏ học luôn. Dạ. Đây là ông bà ngoại này hả? Dạ, đây là ông bà ngoại. Đây là việc ông bà ngoại của cháu Kỳ. Là cô chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 60. Cô 60. Cô 60. Dạ, còn chú 63. Dạ. Dạ. Chú là bị tai biến lâu chưa? Dạ. Năm lần. Mới bị năm hả? Năm. Bây giờ chú đi đứng có được không? Ở đây thì tôi khẽ kéo đó. Đây. Đi cờ xịn nữa hả? Chân yếu. Chân yếu hả chú? Dạ. Cái chân của cái ta nó yếu. Dạ. Là mình tự lo cho bản thân có được không? Hay là phải nhờ bà cô? Dạ, rồi cũng nhờ nhau bà lo. Nhờ. Cô lo hả? Lo thì... Nói trong cô cũng ngõ lại ngõ xuống rồi đó.
hồi tỉnh thì lo mà không biết gì thôi. Yeah. Cô cũng bệnh đủ thứ. Rồi, chú là làm cái gì mà bị tai biến? Họ đi bảo vệ. Bảo vệ hả? Hồi trước đi. Hồi trước đi bảo vệ. Họ đi bảo vệ xuống họ đi bảo vệ cái đi tập cơ đường đứng dậy nó tan. Yeah. Ừ. Nhưng mà cũng nhẹ đúng không? Chứ nặng là cũng nguy hiểm rồi. Rồi thì cũng biết được cái hoàn cảnh của chị là hồi trước là chị có quen với ba của cháu Kỳ. Hồi trước chị kể thì chị kể sơ qua với hoàn cảnh của chị như thế nào đi. Trước có quen với lại ba Kỳ mà anh không nhận. Anh không nhận, có bầu rồi mà anh không nhận. Dạ. Cho nên hơi mệt con ở đó. Chị ở một mình chị nuôi con. Mà sao anh không nhận? Không biết lý do sao. Không biết lý do. Dạ. Quen có lâu không mà dạ lâu. Quen một thời gian lâu. Dạ. Rồi có bầu rồi anh không nhận. Dạ. Rồi chị một mình nuôi con. Dạ. Dạ. Rồi trước giờ đi bán vé số mấy rồi hả? Dạ, hồi trước thì đi làm nghề bánh tráo á. Dạ. Dạ. Mà sau này đi thôi để đi làm bánh tráo ngày ngày trước họ trả ngày có 50.000 chứ mấy. Ừ. Dạ, mới đi lên bán vé số. Bán vé số được bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Mấy năm? 4 năm rồi. Dạ. Chị đi bán vé số rồi cái chị quen thêm một người chồng sau này. Dạ. Người chồng sau này là được mấy cháu rồi? Dạ được 3 cháu. Ba cháu rồi. Là bao nhiêu tuổi? Hai đứa lớn là năm nay vô lớp 1 với lại một đứa lớn và con bé út đây được 2 tuổi. Đứa lớn là lớp 1. Cái đứa nhỏ là mẫu cháu lớn. Dạ. Cái đứa bé út này là 3-4 tuổi gì đó. 3 tuổi hả? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi hả? Dạ đúng 2 tuổi. Đẻ cũng dài hả? Rồi chồng của chị là người... Người đồng bào. Đồng bào chứ? Cơ tu. Cơ tu hả? Dạ. Trời ơi, khổ quá. Rồi chị bán giấy số như vậy rồi có được không? Dạ bán giấy số ngày nay còn cũng đau phải ở nhà. À, chị không đi lấy hả? Dạ. Ở nhà chăm cháu hả? Dạ. Trời. Hồi xa hồi tối là cháu đau quá chú nằm chú rên cái mặt xương chân tay xương phù này nè. Ừ. Cái thôi sáng nay ở nhà với cháu. Trời, cái đùi của cháu sưng to dữ thiệt. Nhưng mà bây giờ là mà nếu mà không mổ kịp thời là cái chân của cháu hư luôn á. Dạ. Trời. Chứ cũng nhờ. Ở dưới này có bị không? Dưới này nè. Phần dưới nó hình như bị trài thôi. Dưới này trài à? Dạ. Cái này là mới bó sơ thôi chứ cũng không phải là bó bột đâu. Dạ. Mới nẹp sơ thôi. Dạ. Ừ, nhưng mà chờ để có tiền rồi mới mổ. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái này khi mà chụp phim là nó bị cái xương đùi nó gãy có nhiều không? Nghe bác nói là gãy lên rì, chồng lên rì, khúc cũng dài đó, phải á. Ừ. Nên bác kêu thôi không có tiền cũng rón ở lỡ đó đi để chữa cho cháu xẹp xuống rồi bác mới mổ được. Ừ. Nhưng mà giờ trừ hoàn cảnh của em khó khăn quá, không có được đồng nào hết cho nên với lại cháu cũng không có bệnh bảo hiểm, cũng xin nói thật như đó. Cháu không có bảo hiểm, cho hoàn cảnh của em cũng khó khăn, không có được đồng nào, đi được đồng nào thì lo mấy đứa con mấy đứa này hết rồi, đâu có dư được đồng nào đâu. Ừ. Cái phải xin cháu, cho cháu về để mình lo. Lo. Nhưng mà trừ mà không có tiền là mình chịu luôn đó. Dạ. Không có tiền chịu luôn. Trời ơi. Dạ. Chân bị hư. Ở nhà là nó thúi cái chân luôn, cắt luôn cái chân nên là... Dạ. Dạ. Yeah. Trời. Khổ quá ha. Cũng vì cái cuộc sống làm lũ khó khăn mà chị đi bán vé số thì cũng không có được bao nhiêu. Còn phải lo cho ba đứa nhỏ nữa. Ba cháu nhỏ. Mà chồng của chị là làm gì? Làm rừng hay sao? Công nhân. Công nhân hả? Dạ. Làm công nhân ở đâu? Dạ, cũng ở đây nó cũng như làm trong nhà máy Xuân Thành đó. Nhà máy xi măng đó hả? Xuân Thành đó. Rồi có hỗ trợ được phần nào không?
Chồng chị là bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 40. 40 hả? Rồi cha ruột của cháu Kỳ này là có biết không? Dạ chưa. Hả? Không biết. Không biết hả? Dạ. Hồi đó giờ là ổng bỏ đi luôn chứ không có liên lạc vậy hả? Dạ, hồi nó có gì liên lạc với lại cháu, vô chơi với cháu mấy lần. Nhưng mà sau rồi bỏ luôn, không ngó ngàng gì tới luôn. Dạ. Rồi ổng có gia đình chưa? Dạ, có rồi. Có rồi hả? Dạ. Hồi mà quen chị là dạ, có chưa? Chưa, chưa. Hồi mà quen chị là chưa có dạ. Gia đình không? Dạ, hồi nãy mấy đứa còn nhỏ. Trời. Bây giờ là cháu mới về đây là hôm qua đúng không? Dạ. Là nằm ở bệnh viện nào? Dạ, mừng em T. Bệnh viện Bắc Quảng Nam. À, bệnh viện Bắc Quảng Nam. Nhưng mà bây giờ không có bảo hiểm. Dạ. Trời, không có bảo hiểm mà vô thì tiền chịu chứ nổi. Thôi bác sĩ, bỏ không có tiền vì ông nổi mà bỏ. Bác sĩ nói vậy hả? Dạ. Em bé mẹ đa đào quá bé. Tiền nhiều lắm. Bây giờ là mình chạy ở đâu có bảo hiểm mình chạy ha. Sau đó là mình chuyển thẳng ra ngồi Đà Nẵng á. À. Chuyển vô cấp cứu á. Rồi sợ là để lâu rồi nó ảnh hưởng đến cái chân của cháu rồi tội cháu nữa, không đi đứng được nữa rồi. Giờ cháu... Cắt bỏ cái chân rồi cũng tội. Giờ cũng không đi ra ngồi đó mà không biết đường, không có điều kiện. Đường đi không có điều kiện, không có đồng bộ đó. Nhà mình có hộ nghèo không? Dạ không. Không có hả? Dạ. Thôi bây giờ ráng chạy cái bảo hiểm cho cháu đi rồi. Dạ. Thì bây giờ con cũng hỗ trợ cho cháu số tiền dạ, ha. Dạ. Để mình thêm vô mình rồi mình đi đưa ra cấp cứu dạ. Ha. Dạ. Giờ cứ kêu ra cấp cứu rồi đưa thẳng ra ngồi đa khoa Đà Nẵng á. Dạ. Đưa thẳng vô cấp cứu á ha. Dạ. Mình gọi cấp cứu á. Dạ. Nha. Dạ. Có chạy cái bảo hiểm rồi đưa thẳng ra cấp cứu. Dạ. Thế rồi nhờ bác sĩ rồi đó người ta ấy ha. Dạ. À, thì hôm nay Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu Kỳ 14 tuổi là số tiền 10 triệu để cháu có cái điều kiện đi chữa trước cái chân chứ để hư cái chân thì cũng tội cho cháu. Cháu còn quá là nhỏ. Số tiền 10 triệu này là có gồm có các nhà hảo tâm sau thì bây giờ con đọc tên các nhà hảo tâm để cô chú với chị nghe ha. Dạ. Có chị Huỳnh Thị Huệ, chị Hà và chị Uyên ở tiểu bang Florida bên Mỹ là 1 triệu, chị Tammy Nguyễn và chị Thí Kim Kevin ở Canada là 1 triệu, anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Kim Hồng Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Thủy Phạm hội trưởng hội Vô Sa ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vũ Thị Hồng Quế là 1 triệu, anh Richard Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, người đồng hương ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Băng và gia đình của anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. À, thì tổng số tiền là 10 triệu đồng cô ha. Dạ dạ. À, cảm ơn. Nhờ họ tăng tài trợ giúp cho. Thôi bây giờ như vậy đi, con nói nãy giờ là bây giờ ráng tìm chạy cái bảo hiểm cho cháu đứa đã ha. Càng nhanh rồi càng tốt. Dạ. Có bảo hiểm rồi thì mình điện cấp cứu. Dạ. Điện 115. Cái tới là trở thẳng ra ngồi đa khoa Đà Nẵng yêu cầu trở thẳng ra. Yeah. Ha. Yeah. Đưa thẳng vô bên cấp cứu á. Yeah. Bây giờ con ra ngoài đó rồi con nói đau quá nhức quá thì nói khóc lại. Yeah. Yeah. Đó rồi vô đó là cấp cứu rồi bác sĩ chụp phim rồi bác sĩ coi rồi mổ cho. Okay. Rồi đây con gửi cho cô 10 triệu ha. Yeah. Rồi cô ra cô lo cho cháu ha. Yeah. Đây 1 đi. Rồi. Mười triệu cô ha. Tôi cháu là gia đình cũng chân thành cảm ơn cháu và có hỗ trợ giúp gia đình con rất cảm ơn. Chứ giờ con không biết nó rèn hết. Như hoàn cảnh quá khổ. Dạ. Nhưng ông mua bà mua thì bệnh đấy mẹ thì nữa đó. Rồi. Cho bỏ nó từ thái chá đất đục quá đi chứ cái này mà không chữa kịp thời là dạ. Khả năng cháu nó dạ. nó bị hư cái chân là tội cho cháu dạ, tội cho cháu nó bởi băn khoăn mấy không biết làm rèn
không có tiền rồi không biết rẽ cái khác miết rồi mấy cái nào khác miết, nó không có tiền sợ cái chân chán mất. Giờ thấy cái đùi của cháu nó sưng to. Rồi sưng to, con ngờ con to không sợ quá. Rồi có nhức nhức không cháu? Nhức khóc. Nhức lắm hả? Khóc miết nữa đâu. Nhức khóc miết nữa. Khóc rồi miết kìa. Để lâu là sẽ nó sợ nó hồi tử luôn á. Dạ bảo về nghe bò câu ở đây họ cũng nuối không sợ, cũng sợ quá đi. Thôi ráng đi, ráng lo bảo hiểm đi rồi dạ. Đưa gấp ra ngồi Đà Nẵng nữa nha. Dạ dạ, dạ. Có gì rồi để con chia sẻ lên thì coi có dạ. Ai hỗ trợ thêm không thì hỗ trợ ha. Dạ, đang tới gia đình cũng nhờ nhỏ tam với chú chân thành giúp đỡ dùm, chân thành cổ mạng nhỏ tam với chú kể cố gắng giúp đỡ gia đình chứ đã tạo cứu quá đi chú ơi, không dạ. Nhỏ quá. Quý vị thân mến thì hiện tại quý vị nó thấy hoàn cảnh của nhà cháu Kỳ như vậy, mọi cái khổ nó dồn dập vào trong cái hoàn cảnh gia đình này luôn. Mẹ thì đi bán vé số mà cũng khờ khờ nữa, có ba đứa con nhỏ thì cũng không có hỗ trợ được gì. Cha của cháu thì cũng không có nhận, bây giờ là phụ thuộc vô là ông bà ngoại, mà ông ngoại thì bị tai biến như thế này, bà ngoại thì cũng bệnh tùm lum hết, cũng không có điều kiện mà chạy chữa cho cháu được quý vị. Thì cũng nhờ những cái tấm lòng hảo tâm của quý vị giúp đỡ cho cháu thôi. Chứ để mà cháu nằm như thế này thì cũng không biết như thế nào nữa. Thôi gia đình cố gắng nha. Dạ. Cố gắng nè. Chân thành gia đình chân thành cảm ơn chú nhỏ hổ thầm. Chân thành cũng rất chân thành. Biết nuôi lên. Dạ. Sợ cháu quá, sợ chân cháu. Rồi thôi thì hôm nay Phi cũng... thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho cháu Kỳ có một cái khoản kinh phí để chạy chữa kịp thời cho cháu, chứ còn cứ như để như thế này thì chắc là cháu sẽ không chịu nổi được. Phi cũng thay mặt gia đình cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều đã đồng hành cùng Phi để kịp thời đưa cháu đi bệnh viện để chữa cái chân cho cháu. Xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.